hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái lợi thế số 5. Khi ra làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta có một cái lợi thế, một số những lợi thế nhất định. Và lúc xưa mình cũng nói bạn các lợi thế số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 rồi. Thì chúng ta chỉ có hai con đường thôi, một con đường là chọn đi làm công, mình hay gọi là nhóm đinh, và một con đường là chọn ra làm chủ, mình hay gọi là nhóm búa. Cái khái niệm này mình biết cách đây hơn 20 năm trước, từ cái lúc mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình đi làm công cho một công ty nước ngoài, và mình mới thấy được cái hình ảnh của một người làm chủ, họ giống như cái búa, và người làm công chúng ta giống như cái đinh vậy đó. Và đó là lý do vì sao mà suốt cuộc đời còn lại mình ra làm kinh doanh, mình chọn làm chủ doanh nghiệp. Và mình và trong quá trình làm cái mình có những cái mình chiêm nghiệm ra, mình thấy nó có những lợi thế. Hôm nay mình nói về lợi thế số 5 là chúng ta có thể sống và làm việc ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Cái lợi thế của người làm chủ doanh nghiệp nó rất là tuyệt vời, và chúng ta vẫn tạo ra cái thu nhập tài chính rất là tốt. Vậy thì mình nói sơ qua những cái lợi thế. Các bạn tìm những đoạn video nói về lợi thế số 1, lợi thế số 2, số 3, số 4 mình đã nói trước rồi. Mình nói sơ qua lợi thế số 1 thì ai khi mà chúng ta ra làm chủ á thì ai cũng có thể là khách hàng của chúng ta hết, ở khắp mọi nơi. Tùy theo lĩnh vực mà các bạn kinh doanh thôi, ai cũng có thể là khách hàng của chúng ta, dù họ là người nước ngoài hay là họ là trong nước, họ là người Anh hay là họ là người Úc hay họ là người Campuchia thì họ cũng có thể là trở thành khách hàng của chúng ta. Lợi thế số 2, bạn quyết định được cái thu nhập của mình. Bạn sẽ setup được hệ thống để tăng cái thu nhập của mình. Bạn có thể là thu nhập cao hơn bằng cách bạn kinh doanh những ngành nghề khác nhau, bạn xây dựng những công ty khác nhau. Bạn có thể tăng thu nhập hơn bằng cách là bạn phát triển hệ thống đại lý, bạn tuyển thêm nhiều nhân viên. Đó là lợi thế số 2. Lợi thế số 3, bạn có thể là giúp đỡ người khác, giúp đỡ gia đình của mình, giúp đỡ nhân viên của mình, giúp đỡ đối tác của mình để họ phát triển. Lợi thế số thứ tư là bạn làm chủ được cái thời gian của mình. Các bạn biết con người là cái con người của chúng ta, khi chúng ta sinh ra đời này thì ông trời ông cho chúng ta cái quỹ thời gian như nhau, nên là cái lợi thế làm chủ được thời gian của mình là nó rất là tuyệt vời. Bởi vì đằng nào thì chúng ta cũng có bao nhiêu quỹ thời gian đó thôi. Một ngày thì chúng ta có 24 tiếng, một tuần thì chúng ta có 7 ngày, một năm, và chúng ta sống đến được 60, 70, 80, ai sống dài thì 90, 100 tuổi thì chúng ta hết cái quỹ thời gian của chúng ta. Nên là cái lợi thế về thời gian, trong khoảng thời gian đó làm sao cuộc sống chúng ta nó có chất lượng hơn. Và hôm nay mình chia sẻ đến bạn lợi thế số 5, đó là gì? Chúng ta có thể sống và làm việc bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Có thể là bạn đang ở Việt Nam, bạn nghĩ là bạn ở Việt Nam bạn sẽ kinh doanh nó thuận lợi hơn, bởi vì chúng ta sống trong một cái cộng đồng, những người nói tiếng Việt với nhau, cùng màu da với nhau, cùng giống những cái suy nghĩ như nhau, điều kiện nó như nhau, ví dụ là khẩu vị ăn uống, món ăn, không khí, điều kiện tự nhiên nó gần như là như nhau, nên chúng ta có thể là kinh doanh ở Việt Nam dễ dàng. Bạn có sống ở Sài Gòn bạn cũng có thể kinh doanh được, bạn về quê ở Cần Thơ bạn vẫn cứ kinh doanh được, bạn ở Nha Trang bạn vẫn cứ kinh doanh được, bạn về Bạc Liêu bạn cứ kinh doanh được, hoặc là bạn ra ngoài Hà Nội bạn bước kinh doanh được. Cái máu của nhà nó đã ăn vào trong người của bạn rồi thì nói chung bạn đi đâu bạn cũng kinh doanh được, ở ngay trong đất nước của chúng ta. Hoặc là bạn có dịp bạn di chuyển đến London nước Anh thì bạn vẫn cứ là người kinh doanh. Cái người kinh doanh họ đi đâu họ cũng thấy những cơ hội kinh doanh hết, và họ thành lập cái business kinh doanh cho mình. Để thứ nhất đó, là họ giải quyết cái công việc của họ lại. Đằng nào thì chúng ta cũng phải sống và chúng ta tạo ra tiền. Tuy nhiên nếu các bạn biết kinh doanh thì bạn đi tới đâu bạn cũng tạo ra cái việc kinh doanh cho mình hết. Còn không chúng ta biết kinh doanh thì đi đâu chúng ta phải gì? Phải xin việc. Mà muốn xin việc thì phải đợi người ta có việc, rồi người ta có chuyện chọn của mình không, rồi mình mới nhận, rồi cuối tháng người ta mới lãnh lương. Còn cái việc kinh doanh thì dễ mà, bạn có thể đi bất kỳ đâu bạn cũng có thể kinh doanh được. Bạn tạo ra một ít bánh, ví dụ đi bạn ra bạn đứng ở khu vực nào đó là sáng ngày hôm đó bạn đã có tiền rồi. Bạn lấy báo,
rồi bạn đi bán lại bạn cũng có tiền rồi. Hoặc là bạn tạo ra một cái dịch vụ giao hàng tận nhà cho ai đó thì bạn cũng có tiền rồi. Thì chúng ta sống ở Việt Nam hay chúng ta sống ở London hay chúng ta sống ở Singapore, mà nếu chúng ta là người kinh doanh thì chúng ta đều biết cái cách tạo ra cái lĩnh vực kinh doanh cho mình hết. Và ngày hôm nay với công nghệ nữa, công nghệ internet thì các bạn biết đó, chúng ta dễ dàng tìm kiếm khách hàng và kinh doanh nữa. Ví dụ như ở Việt Nam bạn có thể là tạo ra một cái món gỏi cuốn gì đó, và bạn có thể dùng internet, dùng Zalo, dùng Facebook, bạn tương tác những người ở trong bán kính 1-2 km của mình và các bạn nói rằng là mua tôi thì tôi sẽ giao hàng đến nhà cho bạn, đặt ở đâu thì tôi sẽ giao hàng. Và cái công việc như vậy nó cũng tương tự khi bạn đến nước Anh, bạn vẫn tạo ra được cái việc kinh doanh bằng cái cách chúng ta ứng dụng cái công nghệ. Ngày hôm nay công nghệ nó giúp cho chúng ta có khách hàng, tương tác với khách hàng và tìm những người mà giống như cái khách hàng chúng ta mong muốn nó dễ dàng hơn trước đây. Cái lợi thế này nó còn mang một ý nghĩa nữa rằng là các bạn có thể là tạo cái công việc kinh doanh rồi các bạn có thể đi chơi khắp mọi nơi rồi các bạn vẫn quản lý được cái công việc kinh doanh đó. Tại sao nhiều người kinh doanh họ họ bận? Bởi vì những người đó họ đang lập ra một cái công việc, họ lập ra một cái công ty, họ lập ra một cái cửa hàng để nhốt họ vào trong trong đó. Những người mà họ làm kinh doanh bận nghĩa là họ mới cái giải quyết được cái công việc, là họ mới tìm kiếm được khách hàng thôi, chứ họ chưa giải quyết cái công việc, được một công việc rất là lớn, đó là họ tạo ra được một cái doanh nghiệp và doanh nghiệp đó họ phải làm việc cho họ. Họ mới làm được một công việc nó rất là cơ bản là họ tạo ra cái công ty, và cái công ty đó nó có việc và họ bị vắng quắn vào trong cái công việc đó. Suốt ngày họ cứ họ nói họ bận, suốt ngày họ không nói thời gian, mà họ cũng nói rằng là họ là người làm kinh doanh. Cái họ không phải là người làm kinh doanh, họ là người đang làm việc phục vụ cho cái công ty đó. Chúng ta chỉ là người kinh doanh khi chúng ta thoát ra khỏi cái công ty đó, nó không ảnh hưởng với chúng ta thì công ty nó vẫn cứ làm việc. Dĩ nhiên đã là một người kinh doanh thì các bạn không thể suốt ngày đi chơi, các bạn vẫn cái máu đam mê kinh doanh, nhưng với điều kiện là gì ạ? Là bạn muốn thoát ra là bạn thoát ra, bởi vì có những con người, có những hệ thống, có những quy trình ở trong đó bạn tạo ra và bạn muốn thoát 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 ra. Còn không, bạn đang làm nô lệ cho cái công ty đó. Những người mà nói là tôi bận quá, tôi không có thời gian, việc tôi nhiều quá, là những người đó họ đang bị cái công ty đó, họ đang tạo ra một cái hệ thống mà nó nhốt họ vào ở trong đó và họ lệ thuộc vào trong đó luôn. Thậm chí họ không có thời gian dành cho chính bản thân họ, cho gia đình của họ luôn. Họ cứ nói đầu tắt mặt tối, việc bận quá, họ chỉ nói những cái câu đó thôi. Là những người đó theo năm tháng họ không có phát triển, họ không có những cái kiến kiến thức gì cao hơn ngoài cái việc là buôn buôn bán, họ không có biết thoát ra. Họ bị lệ thuộc vào những cái đồng tiền, những cái khách hàng đó nó quấn họ cả ngày, họ thoát ra là họ sợ. Bởi vì họ không học được những cái kỹ năng nó cao hơn để họ làm cho cái hệ thống nó vận hành không không lệ thuộc vào họ. Vậy thì nó không có phải cái người làm kinh doanh, là cái lợi thế số 5 là chúng ta có thể là kinh doanh và làm việc ở bất kỳ mọi nơi. Ngày hôm nay thì có phần mềm rồi thì lại là càng dễ nữa, các bạn chỉ cần tạo ra một cái app, các bạn chỉ cần tạo ra một cái app trên cái điện thoại, bạn cài trên cái điện thoại smartphone và mọi thứ sẽ được quản lý trên cái app đó. Các bạn nào làm kinh doanh mà các bạn chưa biết cách thì các bạn phải học hỏi và làm được cái đó. Hiện tại thì mình đang sở hữu những cái việc đó, mình cũng có luôn cả cái app và quản lý nhân viên trên cái app đó. Các bạn nhận ra đây, mình đi London mình chơi thì mình vẫn quản lý được cái công việc của mình, tiến độ khách hàng, nhân viên họ làm như thế nào. Ngày nay công nghệ giúp cho chúng ta ở xa chúng ta vẫn họp hành được với nhân viên, giúp cho chúng ta ở xa chúng ta vẫn tương tác được khách hàng, chúng ta vẫn chăm chăm sóc được khách hàng nếu bạn muốn, bằng cái công nghệ internet ngày nay nó rất là tuyệt vời. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn làm việc ở khách hàng ở bên Mỹ. Vậy thì các bạn có nhận ra cái lợi thế số 5 chưa? Mình tin rằng nếu mà bạn nhận ra thì bạn sẽ từng bước bạn sẽ phát triển rất là tốt. Dĩ nhiên cái bước đầu tiên của ra làm kinh doanh là làm sao
bạn đẩy được cái doanh nghiệp mình nó chạy đã, làm sao có được khách hàng. Cái giai đoạn đầu bạn rất là chăm chỉ, bạn phải rất là siêng năng, bạn phải rất là nỗ lực. Tuy nhiên qua cái giai đoạn mà bạn tạo ra được khách hàng, tạo ra được dòng tiền ổn định rồi, công ty các bạn đã tạo ra được dòng tiền ổn định, thì cái giai đoạn 2 là bạn phải tìm cách để bạn hệ thống hóa để bạn thoát nó ra. Thì cái đó là bạn mới được hưởng được những điều tuyệt vời trong cái việc làm kinh doanh. Hôm sau mình sẽ chia sẻ bạn cái lợi thế số 6 và các bạn đón xem về cái lợi thế số 6 nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.